Chào mừng các bạn đến với kênh Chia Xe Lấy Chào các bạn, hiện tại chiếc xe đang có mặt tại chùa Long Thạnh. Chùa Long Thạnh tọa lạc tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại vị trí của chiếc xe đang đứng, hướng bên tay trái, các bạn có thể nhìn thấy cách trung tâm thành phố Vĩnh Long khoảng 12 km. Còn mép bên tay phải của chiếc xe hướng về thị trấn Cái Ngang, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình khoảng 9 km. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm Quý Mão, nhằm ngày 22 tháng 9 2023, cũng là ngày lễ Hứa Kỵ lần thứ 21 của cố hòa thượng Thượng Trí Hạ Phước, cũng là viện chủ chùa Long Thạnh. Đây là tuyến đường chính dẫn vào chùa. Ta đi theo con đường này khoảng 200m là sẽ được tới được ngôi chùa. Muốn biết được bên trong diễn ra buổi lễ như thế nào, mời các bạn cùng theo chân chiếc xe vào trong tham quan ngôi chùa và lễ Phật, đồng thời chiêm ngưỡng buổi lễ diễn ra nha. Tại tế vị trí chùa là các bạn, cung kính chư tôn giáo phẩm Đại Đức Tăng Ni chào mừng quý vị và Phật tử quý khách gì nè. Trong cái khuôn viên của chùa này mình thấy diện tích cũng rộng lớn lắm nghe các bạn. Đây là quang cảnh phía sau của ngôi chùa. Chiếc xe quay một vòng xung quanh để cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Phía trong đây mình thấy cũng rộng lớn lắm nghe các bạn. Đây có một đội nước mía từ thiện của chùa Bồ Đề Vĩnh Long nè các bạn. Nước mía Bồ Đề Vĩnh Long. Đây là cổng tam quan chính của chùa quay hướng với mấy sông này các bạn. Để chiếc xe ra ngoài cho các bạn cùng xem ha. Đây, mấy sông này các bạn. Đây là cổng tam quan chính của chùa này các bạn. Bên trên có hình bánh xe luân chuyển Pháp Luân. Dưới cái bảng thì có chùa Long Thạnh tự màu vàng nền trắng, bởi vì ngày xưa bên trên không có đường đi nghe các bạn, nên ngày xưa tập trung dân hai bên thì tập trung đi bằng xuồng ghe, cho nên lấy mặt tiền đặt cổng chính làm mặt tiền sông. Hai bên cũng có hai cổng phụ. Bây giờ theo chân chiếc xe mình tiến hành vào bên trong chính điện. Bước vào cổng chính của ngôi chùa, ta thấy mấy bên trái có quán Thế Âm Bồ Tát. Các bạn có thể chiêm ngưỡng qua màn ảnh nhỏ ha. Còn mấy bên phải thì có đức tượng Phật Di Lặc. Còn có Phật Thích Ca đang nhập Niết Bàn. Đó, các bạn thấy nhìn thấy trước màn hình ha. Tí xíu nữa chia sẻ tới đó review cho các bạn được xem ha. Giờ chúng ta tiến hành vào bên trong tham quan và lễ Phật trong khu chánh điện nha các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người ở giữa là Thích Ca Mâu Ni, người bên trái
là Quan Âm Bồ Tát, bên phải là Phật Địa Tạng Vương, cũng giống như bao nhiêu ngôi chùa khác. Giờ mình di chuyển ra phía sau nhà tổ nha các bạn. Phía sau nhà tổ cũng có tổ sư Bồ Đề giống như bao nhiêu ngôi chùa khác nha các bạn. Hiện tại chiếc xe thấy phía sau chạy đường thì cũng đã bày biện thức ăn một cách trang nghiêm lên bàn để thỉnh các vị chư tôn tịnh đức, các chị tăng ni chuẩn bị làm lễ nha các bạn. Từ bên trong chính điện nhìn ra ta thấy bên trái là chuông nè các bạn, bên phải là trống, và hai bên thì cũng có hai vị hộ pháp đang trấn giữ ngay cửa chính của ngôi chính điện. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là khu vườn Lâm Tỳ Ni đã được mô phỏng lại và được thu nhỏ. Nơi đây cũng là nơi Hoàng hậu Mara đã hạ sinh ra Đức Phật tại đây trên đường trở về nhà cha mẹ để sinh con đầu lòng theo tục lệ truyền thống của Ấn Độ lúc bấy giờ. Các bạn có thể tham khảo qua màn ảnh nhỏ ha. Kế bên khu vườn thì có một bánh xe luân chuyển Pháp Luân. Ngay bên đây là tượng Phật Di Lặc nè các bạn. Hai bên chiếc xe thấy có hai cậu đói. Ở bên trái là Phản Phúc, Tiếu Dung Nhiếp, Hải Chúng. Ở bên phải là Phân Thân, Tán Ảnh, Thị Thời Nhân. Kế bên Đức Phật Di Lặc thì có cái miếu thờ gì thì mình không biết. Chắc là thờ mẹ hay là bà chúa gì đó không? Bên này có thần tài. À, đây. Đây là bà chúa sứ Thanh Mẫu, bên là Thổ Thần Miếu. Mình di chuyển qua nơi khác nha các bạn. Bên khu này thì có hai bảo tháp. Tháp lớn, mỗi tháp nhỏ. Hai bảo tháp này không có đầy chữ Việt nên chiếc xe không biết là tháp của ai nghe các bạn. Đây là bức tượng có Đức Phật nhập Đức Bàn nè các bạn. Chiếc xe tính khoảng bề dài khoảng 12 m, chiều cao khoảng 4 m nha các bạn. Đây là ngôi bảo tháp của vị cố hòa thượng Thượng Trí Hạ Phước, cũng là viện chủ của chùa Long Thạnh ngày xưa nè các bạn. Để chiếc xe tiến lại gần hơn để các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Thế Pháp Húy Hồng Thân Thượng Trí Hạ Phước, Hiện Thiện Phước Đại Lão Hòa Thượng Thế Danh Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1918, viên tịch ngày 18 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 14 tháng 9 năm 2002 Phật lịch. 2 năm 46, trụ thế 84 tuổi, 57 Hà Lạp. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trước màn hình các bạn có thể nhìn thấy có ba vị chư Phật. Ở giữa là Di Đà, bên phải là Quan Âm và bên trái là Đại Thế Chí. Đây là khu vực nhà bếp đó các bạn. Món này mình làm món gì vậy thầy? Dạ, hoành thánh chiên. Hoành thánh chiên. Dạ. Món này mình làm món gì vậy cô? Dạ, cá chê nướng, cá chê chiên. Cá chê chiên, cá chê chiên, gừng. Cá chê chiên, bún gừng. Thôi, nhiều món ngon quá. Cô ơi, món đó mình làm món gì vậy cô? Mắm đu đủ, mắm thái gì? Mắm thái, dạ, con cơm, cái cơm Phật tử rất là dễ thương. Hòa. Mình làm món này là món gì vậy cô? À, bằng bánh 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 gì? Bánh mặn. À, bánh mặn. Cái này gao đi ăn bánh mặn. Đây bánh mặn đây. Cái này là bánh mặn. Cái này là nấm gơm, các cô là nấm gơm gì nè? Nấm gơm này mình chuẩn bị làm gì vậy cô? Làm lẩu. Đây thì một nhóm Phật tử đang lặt gao. Cái gao này mình chuẩn bị cho ăn lẩu phải không mấy cô? Dạ. Có ni sư đang làm gì đây nè? Nấm gơm mình làm gì vậy sư? À, nấm gơm mình kho. Dạ, Phật tử thì đang lọc dưa hấu. Bây giờ mình di chuyển qua nơi khác nha các bạn. Bên ngoài phòng ăn thì mình thấy đã bày biện thức ăn lên đây một cách trang nghiêm hết rồi các bạn. Ba dãy, mỗi dãy thì 8 bàn. Đây, các bạn có thể thấy những thức ăn. Đây là bánh bánh mặn nha các bạn. Buổi lễ cũng bắt đầu diễn ra nha các bạn. Thank you.
Tử của chùa này hay là má ở gần đây không? Gần đây hả? Má có biết hôm nay là ngày gì ở chùa không? Ngày gì? Cúng sư. Cúng sư. Ngày giỗ của ông sư. Dạ. Ông sư đó tên gì? Có mời thiệp. Có mời thiệp luôn hả? Con của chùa này là chị vợ của hồi nhỏ. Hai chở má tới đây hay tự má đi?
thức ăn lớn quá. Cái món này món gì à? Món này là lẩu Thái hả? Cái này chắc cũng chung rau hay hả? Dứt ra rồi. Wow. Cô ơi, cô đang chiên cái gì đó cô? Hoành thánh chiên. Còn kế bên đây cô? Cái chê khô đặng chiên ăn nước mắm gừng. Cái chê vàng. Có mấy cô Phật tử rất là dễ thương đang làm công quả tại chùa Long Quang. Tám chục tuổi quay lại coi. Tám chục tuổi hả? Đủ đó, đẹp đó. Ngứa mặt lên. Má tôi vẫn còn làm cái công việc hàng ngày mà ngồi đó chiên, thấy không? Công việc của phụng sự Phật thì vẫn không thể nào quên được. Các bạn chú thiện, thấy vậy. Ủa này mấy cô ở gần đây không hay là ở gần đây là Phật tử của chùa này? Đây chắc có lẽ là chỗ nơi rửa chén bát đĩa nè các bạn. Bây giờ mình giơ tay lên mình chào khán giả cái cho. Mấy cô gần đây không? Dạ ở gần. Cứ vào YouTube mà cái kênh Chí Xe TV sẽ thấy hình ảnh mình lưu lại ở trong đó. Rồi cảm ơn mấy cô. Bánh này là bánh gì vậy cô? Bánh mặn. Bánh mặn tương hả? Nhà cô ở gần đây không? Ăn chi vậy? Lấy bọc hả? Lấy cái bọc đựng. Có mấy cô Phật tử dễ thương lắm các bạn, rất là vui vẻ. Giờ chiếc xe cũng được một phần giống vậy nha các bạn, mấy cô mới cho. Giờ tạm ngừng video tí xíu nha các bạn. Thank you.
kính trạch lễ tri ân chư tôn hiền đức đã quan lâm cử hành pháp lễ cúng dĩ kinh Di Đà và hộ cung để cầu nguyện nhân linh cố hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc vào phút này chư tôn đức hoan hỷ quan lâm về đây nhất linh đài và chúng con thành kính bái thỉnh chư tôn hiền đức giáo phẩm chư tôn hiền đức hoan hỷ quan lâm về đây nhất linh đài để thắp hương tưởng niệm giác linh cố hòa thượng nhân lễ quý vị sáng hôm nay. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ cũng đã kết thúc rồi nghe các bạn. Chúng con thành kính cung đỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng chư tôn đức giáo phẩm quan lâm nơi linh đài để thắp nén tâm hương tưởng niệm giác linh cố trưởng lão hòa thượng thượng trí hạ phước nguyên thiền chủ chùa Long Thành sáng hôm nay thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Chúng con thành kính được cung đón bước hạ
trụ trì chùa Giác Thiên, Hòa thượng Thượng Thiện Hà Thanh trụ trì chùa Bảo Nguyên, Hòa thượng Tòa Thượng Lệ Hạ Lạc trụ trì chùa Hội An, cùng quý chư tôn thượng tòa, chư tôn thiền đức tăng trụ trì các đồng lâm tự viện Quang Lâm về chứng minh. Ni trưởng thích nữ Nhiên Minh trụ trì chùa Phật Tánh, Ni trưởng thích nữ Huệ Trí trụ trì chùa Linh Thánh, cùng quý ni trưởng ni sư chư tôn thiền đức ni trụ trì các tự viện Quang Lâm chứng minh. Chúng con thầy tử một lòng thành kính phụ phục hồ quỳ. Chúng con xin giới thiệu ni trưởng thích nữ Giác Nhân trụ Quan Hỷ Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ cũng đã kết thúc rồi và mọi người cũng đã dùng bữa trưa nghe các bạn. Từ từ. Nó giống gầu cầu quá hả? Đợt nghe quay lại cho mày. Toàn này là toàn mấy chiến hữu không rồi nghe quý vị. Anh em bằng hữu đường xa không nghe. Này bánh mặn thôi. Quay là nó bánh mặn. Không nói gì tao đâu, tao biết món gì đâu. Còn cái này mình làm này gỏi hả? Đó các bạn nghe cái cô Phật tử nói không? Chị có muốn đi chùa thì đi chùa Long Thạnh trong Phú Đức nha. À, chùa Long Thạnh. Chùa đãi đồ ăn nhiều lắm. Phú Đức hả? Phú Đức, xã Phú Đức huyện hay gì? Gần chợ Long Hồ, gần chợ Quà, gần chợ Phú Đức luôn. À, rồi giờ lên cho người ta nhìn cái coi phải chào khán giả đâu cái. Chào mấy anh chị. Nhớ vào cái kênh YouTube Chí Xe TV nha, là nhìn thấy cái cô chủ quán dễ thương ở trong đó luôn. Chí Xe TV sẽ thấy cái cô chủ quán dễ thương ở trong đó. Đây là một ly cà phê của mình các bạn. À, cảm ơn cô chủ quán. Giờ mình đi kiếm chỗ mình ngồi, mình
uống liên tục thôi. Xe và đậu kín mít hết trơn à. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe với nhé các bạn. Bây giờ chắc khoảng cỡ 200 chiếc xe Honda nha các bạn. Bích chỗ hết rồi nha. Mỗi năm giỗ chú đều tới đây hết không? Tới hết, gầm lớn gầm nhỏ cũng theo như chú thấy năm giỗ năm nay với những năm khác năm nay có đông hơn không? Tại tôi có thấy năm nào cũng như vậy đó. Năm nào như hôm nay? Còn gầm tháng 7 là còn quá trời đông mà cái bữa 14 cũng đông, mà gầm cũng mà đậu cái bích xe luôn vô trống luôn mà. Ý là không cho đi đầu rất đó. Chiếc xe cũng đã review hết khu vực ở đây này rồi. Giờ chiếc xe xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like và nhớ chia sẻ để mọi người cùng biết đến ngôi chùa Long Thạnh. Và chiếc xe xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha.